là gà bông nấm. Mình ăn chay từ hồi đầu tháng 9. Lý do mà mình ăn chay là vì mình muốn học thuộc kinh địa tạng. Bởi vì người ăn mặn thì chỗ cầu các công đức thì đều không thể đạt được, cho nên là mình phải ăn chay. Lợi ích mà khi ăn chay mình đạt được đó là mình cảm thấy cơ thể không có tiếp nạp cái chất tanh hôi từ động vật nữa, cảm thấy món ăn thì thanh khiết hơn. Kinh nghiệm khi ăn chay trường của mình đó là nấu các món ăn càng đơn giản thì càng tốt. Như vậy sẽ không chiếm quá nhiều thời gian trong ngày, thời gian còn lại mình có thể dành để tu hành. Món chay hôm nay của mình gồm có tổ hủ chiên, nấm chiên, bún. Mình sẽ làm thành món bún nấm bào ngư. Đây là nấm mình đã ngâm qua nước muối, vắt khô nước rồi, bây giờ chỉ cần chiên lên thôi. Chiên đến khi nào nấm vàng là được. Bỏ thêm một ít muối để cho đậm đà.
Mình sẽ cho cá ớt vào. Gà có tương hộ. Ai như đạo Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mô Ni So ha.